Công Phượng tiết lộ lý do đội tuyển Việt Nam thua trước Iraq. Vậy là trận đấu bảng D giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq đã chính thức khép lại với tỷ số 2-3 nghiêng về phía đội bạn. Và không ai khác, Công Phượng chính là cái tên sáng nhất. Dù đội tuyển Việt Nam để lỡ cơ hội chiến thắng khi đội bạn ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 90, nhưng thành tích của Công Phượng với cú đúp giúp tuyển Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới đội bạn cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuyển Việt Nam có sự khởi đầu rất thuận lợi, hai lần có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự mất tập trung trong hiệp 2 cùng với những sai lầm của hàng thủ đã khiến đội bóng áo đỏ phải nhận trận thua 2-3, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Chia sẻ với báo chí sau trận, Công Phượng tỏ ra rất buồn và cho biết lý do khiến đội nhà thất bại trước Iraq là vì trong một số tình huống, các cầu thủ còn thiếu sự tập trung. Tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1, tuy nhiên sang hiệp 2, một số cầu thủ đã chơi không tập trung và thiếu may mắn. Việc để thua Iraq trong trận ra quân ở vòng chung kết Asian Cup 2019 là kết quả không có lợi, tôi rất tiếc. Công Phượng chia sẻ như vậy. Công Phượng động viên các đồng đội, thua trận ra quân buồn nhưng không sao cả, chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu tới, toàn đội sẽ chơi nỗ lực, cố gắng hơn nữa để làm được điều gì đó tại giải đấu năm nay. Được biết, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra sân tiếp theo, gặp đối thủ là Iran vào ngày 12 tháng 1 sắp tới. Người hâm mộ trên khắp cả nước vẫn ủng hộ và gửi lời động viên tới các cầu thủ Việt giữ vững tinh thần cho các trận đấu tiếp theo. Hôm nay đội đá cũng rất là tốt, nhưng mà một số tình huống thì đội cũng không tập trung và cũng có một số tình huống không may mắn, nên là tỷ số thì không có lợi, nhưng mà hôm nay đội đã chiến đấu rất là tốt và tỷ số thì em rất là tiếc. Chúng ta còn 2 trận đấu nữa ở phía trước, và bây giờ nếu mà muốn nói gì với các đồng đội và chúng ta cùng động viên nhau thì Công Phượng sẽ nói gì với các đồng đội sau trận đấu này? Thì trận đấu đầu tiên ra quân thì thất bại, nhưng mà không sao, bởi vì chúng tôi còn có 2 trận đấu nữa và chúng tôi sẽ cố gắng sức mình để làm một điều gì đó cho tất cả mọi người và cho đội tuyển Việt Nam. Thì chia sẻ chúng ta là phải bảo là phải vui, và chúng ta còn 2 trận đấu nữa, chúng ta sẽ cố gắng chúng ta trận đấu tiếp theo. Em cũng động viên với nhau bình thường thôi, cũng chia sẻ với nhau cho trận đấu, cố gắng nghỉ ngơi ăn uống tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Cá nhân của em thì cũng hơi tiếc rồi, bởi vì phút cuối để cho đối thủ có bàn thắng để chiến thắng. Em nghĩ ra là một đội tuyển khó chơi, có thể hình tốt, nhưng bọn em sẽ cố gắng thi đấu tốt để trận đấu tiếp theo. Em không lên Facebook để đọc mấy cái comment đấy. Là có những lời comment không tốt khi đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt thì cái đấy em cũng không quan tâm mấy, bởi vì cái thực sự em quan tâm là ở trên sân. Hà Đức Chinh, cả đội tuyển tiếc nuối vì thất bại trước Iraq. Quý vị và các bạn thân mến, tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh đã có những chia sẻ về thất bại 2-3 trước đội tuyển Iraq trong trận ra quân tại Asian Cup 2019. Em cũng như tất cả anh em trong đội đều cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển không thể giành được một điểm ở trận đấu với Iraq. Điều cần thiết lúc này là sự tập trung dành cho trận đấu tới, Hà Đức Chinh nói khi được phỏng vấn trong buổi tập vào ngày 9 tháng 1 của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu khá hay trước đối thủ Iraq vào ngày 8 tháng 1. Những ngôi sao vàng đã có bàn mở tỷ số nhờ bàn phản lưới nhà của một cầu thủ Iraq. Đội bóng Trung Đông sau đó gỡ hòa, tuy nhiên trước khi hiệp 1 kết thúc, Công Phượng một lần nữa giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên. Đáng tiếc chúng ta không thể giữ được thế dẫn bàn khi Iraq sau đó có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Rồi khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng, cú sút phạt đẹp mắt của Ali Adnan đã chấm dứt mạch 18 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam. Đức Chinh nói về tâm trạng của đội tuyển sau trận ra quân rằng, anh em trong đội sau trận khi về khách sạn cũng động viên và chia sẻ với nhau bình thường như bất cứ trận đấu nào khác, nhắc nhau cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Nhận định về đối thủ sắp tới, Chinh Đen cho biết, Iran là đội bóng có thể hình tốt, đội tuyển sẽ cố gắng khắc phục sai lầm, cải thiện và hoàn thiện lối chơi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran tại bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 1. Tức giận vì thua đáng tiếc trước Iraq, cổ động viên quá khích kéo nhau vào tấn công Facebook Đức Chinh và Văn Lâm. Kính thưa quý vị và các bạn, sau trận ra quân ngày 8 tháng 1 giữa Việt Nam Iraq, nhiều cổ động viên quá khích đã vào tận Facebook của Đức Chinh Văn Lâm để ném đá, chỉ trích hai cầu thủ này. Để thua ngược để tiếc nuối trước Iraq ở phút 90 trong trận đầu ra quân tại Asian Cup 2019, người hâm mộ bóng đá nước nhà không khỏi đau lòng,
họ bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân để đổ lỗi, một trong những câu chuyện quá quen thuộc sau mỗi trận thua. Mũi dùi chỉ trích của những cổ động viên quá khích nhắm vào Đức Trinh và Lâm Tây. Như thường lệ, trang cá nhân của các cầu thủ là nơi để họ ném đá. Đối với Đức Trinh, cầu thủ được huấn luyện viên Park tung vào sân thay cho Công Phượng ở hiệp 2. Dù có mặt 30 phút trên sân, nhưng chàng cầu thủ sinh năm 1996 đã không thể hiện được nhiều và với người hâm mộ quá khích thì đó chính là nguyên nhân dẫn tới bàn thua không đáng có của tuyển nhà. Không riêng Đức Trinh, chàng thủ Thành Văn Lâm cũng không thoát nạn. Nhiều người vào chỉ trích Văn Lâm sau khi anh đứng sai vị trí khi bắt quả sút phạt. Khi sút phạt thì xin đừng ở một góc dùm với, sao không để Tiến Dũng bắt chính, chắc muốn sang Thái Lan rồi. Bên cạnh đó, không ít cổ động viên đã bênh vực các chàng cầu thủ và khen ngợi tinh thần quả cảm, chiến đấu hết mình trước một đối thủ mạnh như Iraq. Chuyện cổ động viên quá khích vào trang cá nhân của các cầu thủ đều chút giận, không còn lạ lẫm. Tuy nhiên, trong trận đấu ngày hôm qua, chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng các cầu thủ đã chơi hết mình trước một đội tuyển được đánh giá là hơn ta cả về thể hình lẫn thể lực. Đặc biệt, điều chúng ta cần làm lúc này là cổ vũ, động viên và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt hơn trong trận gặp Iran vào ngày 12 tháng 1 tới đây. Đừng khóc cho huấn luyện viên Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những giây phút thăng hoa, bùng nổ, đã có máu đổ và cũng đã có lúc khiến người hâm mộ ngất ngây, như thế là chưa đủ sao? 1. Đúng tròn 5 năm trước ngày trận đấu giữa Việt Nam và Iraq ở Asian Cup 2019 diễn ra, một người bạn của người viết từng dành suốt hơn 20 năm cho bóng đá Việt Nam đã xăm hình lá cờ Tổ quốc xé toang lồng ngực trái tim sau kỳ tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có viết một status trên Facebook. Trong một lần đi công tác sang AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á tại Malaysia, một chuyên gia bóng đá có khoe tôi: "Tao vừa có một chương trình huấn luyện đặc biệt dạy cho cầu thủ biết cách thua cuộc." Tôi giật mình, chợt nghĩ đến các vụ việc tiêu cực, mua bán độ. Khi mắt đang còn tròn xoe, thì chuyên gia này nói với tôi: "Không phải cách mày nghĩ đâu, bọn tao dạy cho huấn luyện viên, cầu thủ biết cách đón nhận thất bại, từ cá nhân đến tập thể cần phải biết làm gì, nói gì, như thế nào." Tôi cắt lời: "Ý ông nói là cách quên đi thất bại?" "Đồ ngu, mỗi thất bại là bài học quý giá, ai dạy mày phải quên đi thì không khác gì bảo mày đốt hết sách vở đi cả. Bản thân mày nên nghiền ngẫm nó, rồi đem ra bàn luận với những đồng đội mày, rồi rút ra những bài học một cách tích cực nhất, sau đó sửa nó với mục tiêu cho các trận sau, mùa giải sau nữa." Câu chuyện đó cuốn ông chuyên gia và tôi hết một đêm và hai két bia tại đất nước mà người ta rất hạn chế sử dụng thứ đồ uống có cồn này. Trận thua 2-3 trước Iraq chắc chắn sẽ để lại cực kỳ nhiều tiếc nuối cho cả người hâm mộ Việt Nam cũng như bản thân thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Không tiếc nuối sao được khi chúng ta đã có một trận đấu để đời với hai lần dẫn trước đối phương và chỉ chịu khuất phục với bàn thua ở phút thứ 90 đầy nghiệt ngã. Có rất nhiều điều để nói, để tiếc nuối, để phải thốt lên câu giá như sau trận đấu này. Và nói như chuyên gia bóng đá Malaysia kia, bản thân các cầu thủ Việt Nam sẽ phải nghiền ngẫm, bàn luận về trận đấu này để rồi rút ra những bài học một cách tích cực nhất, để sửa nó ở các trận sau, thậm chí là các giải đấu sau. Trận đấu này dẫu có hào hứng, nhưng với bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ giúp ông rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ như việc bóng đá hiện tại đang ngày càng bỏ qua khái niệm thế trận, thay vào đó hướng đến việc giải quyết tình huống. Các học trò của thầy Park đã tạo dựng được một thế trận rất tốt trước đối thủ mạnh hơn hẳn để chơi ngang ngửa, thậm chí có những thời điểm vượt trội Iraq. Nhưng xét về mặt tình huống, đối phương đã giải quyết các tình huống tấn công của họ ở đẳng cấp cao. 2. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến rất dài với những kỳ tích đi vào lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn đến không tưởng. 3 kỳ tích chỉ trong vòng chưa đầy một năm với một chức vô địch Đông Nam Á cùng một chức Á quân châu lục giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có được sự tự tin vượt bậc khi bước ra đấu trường châu Á. Trong cả 3 bàn thua của đội nhà đều được nhìn thấy rõ nhất là dấu ấn của việc mất đi Đình Trọng. Lần lượt Duy Mạnh rồi Bùi Tiến Dũng mắc lỗi ở vị trí mà nếu Đình Trọng vẫn là trung tâm của hàng phòng ngự, sự tỉnh táo, chỉn chu của cầu thủ này có lẽ sẽ khiến các đồng đội bớt đi rất nhiều những lỗi như thế. Còn ở bàn thua thứ 3, cú sút tung lưới Đặng Văn Lâm của cầu thủ Iraq đến từ cú sút phạt đẹp mắt và cực kỳ hiểm hóc. Còn nhớ ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên đất Malaysia, hai bàn gỡ của đội bạn cũng đều đến từ những tình huống cố định.
Thành công đến nhanh khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa thể hoàn thiện tốt những kỹ năng cần thiết để chống lại những bài giải quyết tình huống đầy sự dày dặn kinh nghiệm của đối phương. Nhưng dù có thua, nó cũng là điều tốt cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi trong tương lai, họ sẽ rút ra được những bài học quý báu cho riêng mình, cho cả đội tuyển, cho con đường dài phía trước. Và quan trọng nhất, dẫu có thất bại, dẫu cho phía trước là đối thủ cực mạnh vừa thắng Yemen đến 5-0, thì với ngọn lửa được thổi bùng lên trong trận đấu khiến Iraq phải toát mồ hôi vì sợ hãi, dấu ấn của đội tuyển Việt Nam đặt lên đấu trường châu lục là cực kỳ đậm nét. Ở cấp độ đội tuyển cao nhất trên đấu trường châu Á, sự tự tin là điều đáng giá nhất mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thu về được. Trong status của người bạn được nhắc đến ở đầu bài, còn một đoạn cuối nữa, nó viết: "Và bây giờ, tôi rất muốn hỏi ông ấy, trong chương trình của ông có phần nào cho cổ động viên không?" Như thường lệ, khi cơn sướng với những gì Công Phượng, Quang Hải và các đồng đội thể hiện trước Iraq dần lắng xuống, rồi sẽ đến lúc các chuyên gia bóng đá nước nhà, các cổ động viên nói lời cay đắng với huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ của mình. Thậm chí, nếu trận đấu với Iran sắp tới không có được kết quả khả quan, bão sẽ thêm lần đổ ập vào thầy trò huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Đội tuyển Việt Nam đến với Asian Cup 2019, giải đấu ở cấp độ cao nhất của châu lục, với một đội hình không mấy lành lặn khi thiếu đi Đình Trọng và Anh Đức, hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất ở những kỳ tích ASEAN và AFF Cup 2018, và họ đã đàng hoàng đối đầu, thậm chí còn áp đảo được đối thủ mạnh hơn mình nhiều. Dẫu thua, họ cũng để lại một vết son trên con đường chinh phục giải đấu cấp châu lục này. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thành công trong việc làm sống dậy những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, những cầu thủ mà người hâm mộ Việt Nam từng đặt rất nhiều niềm tin để rồi có lúc đã mất hút trong đội tuyển. Trước Iraq, Việt Nam không còn phải chơi lối chơi đầy sự tiêu cực như đã từng phải làm ở giải U23 châu Á. Thay vào đó là thế trận hiên ngang, đĩnh đạc khiến đối phương phải e ngại, khiến cả châu Á phải trầm trồ. Bởi vậy, đừng khóc cho huấn luyện viên Park Hang-seo, đừng ném những lời gây đau thương về phía nhà cầm quân người Hàn Quốc này cũng như các học trò của ông. Thay vào đó, hãy vui vì dấu ấn mà họ để lại, làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Con đường phía trước của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò của mình còn dài. Họ còn phải kiến tạo nên một thế hệ vàng cho bóng đá Việt Nam, mà những thành tích trước mắt sẽ là chân đế vững chắc cho một nền bóng đá vững mạnh lâu dài. Hãy đứng bên họ, ủng hộ họ, vẫy tay với những chiến thắng và bớt buồn, thay vào đó là đồng cảm hơn mỗi khi họ vấp ngã, để nâng họ dậy, cùng nhau đi con đường xa ấy. Huấn luyện viên Srecko Katanic, Việt Nam khiến Iraq trải qua một hiệp đấu kinh khủng. Đội tuyển Iraq đã có một trận đấu vất vả trước các cầu thủ Việt Nam, phải nhờ tới bàn thắng ở phút cuối cùng của Adnan, đội bóng đến từ Tây Á mới có thể giành được 3 điểm một cách đầy nhọc nhằn. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Srecko Katanic bày tỏ sự khâm phục về màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ. Phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90 của cầu thủ vào sân thay người Adnan, đội tuyển Iraq mới có thể giành được chiến thắng nhọc nhằn trước tuyển Việt Nam. Trong suốt cả trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Katanic đã vấp phải lối chơi đầy chắc chắn và khoa học. Dù giành chiến thắng, nhưng vị thuyền trưởng đội tuyển Iraq vẫn bày tỏ sự tôn trọng cao về màn trình diễn của đối thủ. Huấn luyện viên Srecko Katanic của Iraq chia sẻ: "Như đã nói trước trận, tôi cực kỳ tôn trọng tuyển Việt Nam và tin rằng đây sẽ là một trận đấu khắc nghiệt. Và đúng thật như vậy, Iraq đã có hiệp một khủng khiếp, tôi không thấy sức mạnh, trách nhiệm ở các cầu thủ. Tuy nhiên, những thay đổi trong giờ nghỉ của huấn luyện viên Katanic đã giúp đội tuyển Iraq thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu." Ông chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu: "Hiệp 2, đội bóng đã chơi tốt hơn rất nhiều. Quan trọng là Iraq có 3 điểm và tôi đã nắm được trạng thái thể lực, tinh thần, tâm lý của các cầu thủ. Iraq đã mắc sai lầm trước Việt Nam và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm." Thuyền trưởng đội tuyển Iraq tiếp tục bày tỏ sự khâm phục của mình đối với đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu vào tối mùng 8 tháng 1. "Ai đó ở nhà Iraq có thể nghĩ Việt Nam dễ nhằn, dễ dàng thắng 4-5 trái, nhưng thực tế ngược lại. Tôi cực kỳ tôn trọng họ và tất cả những gì diễn ra trên sân cho thấy Việt Nam xứng đáng được tôn trọng khi mọi cầu thủ đều tích cực chạy, chiến đấu và triển khai bóng." Giành 3 điểm trọn vẹn trong một trận đấu khó khăn, đội tuyển Iraq tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 với 3 điểm, bằng Iran nhưng kém về chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ 2, các học trò của huấn luyện viên Srecko Katanic sẽ chỉ phải tiếp đón đối thủ Yemen, đội bóng đã thảm bại trước Iran trong ngày quân.